Em thấy một cái cô gái hay là phụ nữ gì không biết, cái đầu thì vàng, cái lưng thì xăm tùm lum hết trơn. Hồi nãy bây giờ mấy anh em kêu thì không bao giờ thức cả nhà. Chị ơi. Chị à. Chị. Chị ơi. Cái chai đó là chai gì kìa quý vị? Chai rượu hay vậy? Chai rượu hay vậy? Ừ, đúng rồi. Chị ơi. Chị. Vàng ơi, đâu mà ngủ mê dữ vậy? Đâu mà ngủ mê vậy ta? Chị ơi, chị đang làm gì mà nằm ở đây chị? Sỉnh ở đây. Sỉnh hả? Rồi nhà chị ở đâu em đưa về nè. Chị ngồi lên cho mấy anh em trò chuyện tí xíu rồi chị, được không? Được. Rồi đứng chị ngồi gì có nổi không? Chị ơi, cái lưng của chị bộ vẽ hay gì vậy? Xăm hả chị? Rồi quay ra mặt ra đây chị. Rồi chồng con đâu? Dạ. Chồng chị đâu? Dạ không có. Không có hả? Rồi có con cái gì không? Có. Rồi không có chồng làm gì có con cô? Còn ở với chồng không? Dạ. Nhậu quá gì nó gặp nó bỏ chứ gì? Chứ nè, tay mỗi một tay anh chị nè, phải giỡn đâu, mình mấy gì bít lưng hết nè. Rồi nhậu sáng nhận nhiêu rồi mà nằm gì đâu mấy anh em kêu không thức cả chàng. Rồi bây giờ tỉnh chưa? Có cần mấy anh em đưa về không? Ở đây là chị biết ở chỗ này là cái gì không? Hồi nãy mấy anh em chạy qua một đoạn rồi gặp chị nằm kìa. Vô cẳng nha quý vị, thiếu nữ ngủ gục ở trong miếu. Chồng thì chị nói là không có chồng rồi sao? Thôi hay là bỏ chị Ngọc? Chị? Bỏ. Bỏ, ai bỏ? Sao bà xài hao dữ vậy? Bà sao mà bà bỏ, bà kể cho em nghe coi. Người ta có càm ràm gì không? Có không? Ông ổng có ăn chơi gì không mà không lo cho chị bời, không bời, chơi bời gì không? Rồi mỗi đêm mà ổng về có đáp ứng chị không? À, không có hay gì? Bởi không có, cho nên chị bỏ phải không? Ở đúng, trời ơi, đúng rồi. Sao cái sở thích gì lạ hả? Một cô gái, chị năm nay bao nhiêu tuổi? Chị nhiêu tuổi? 20 tuổi. Rồi có chồng á là tại vì chồng không đáp ứng những cái điều kiện rồi là phải chị phải bỏ đúng không? Không có đáp ứng là khỏe chứ sao chị bỏ chị? Ô lạ ta, điều kiện nó lạ. Ồ lạ. Rồi là bỏ lâu chưa? Bỏ chồng lâu chưa? Lâu rồi. Bỏ chồng lâu. Một cô gái ở đây nè quý vị, nói là bỏ chồng lâu rồi, tại vì chồng không đáp ứng những cái yêu cầu mỗi ngày cho chị. Sức khỏe, chị em thấy chị sức khỏe cũng dữ lắm á. Rồi ổng mà ổng không có đáp ứng cái chuyện đó cho chị rồi là chị buồn không? Buồn không ông chồng á? Không. Mà ổng hồi nãy em nói tại sao mà ổng không đáp ứng chuyện đó rồi là chị bỏ ổng đúng không? Là chị nói chính xác đúng không? Mà ổng thường ổng bỏ cử hoài hay gì? Sao chị bỏ ảnh? Ổng thương hay gì? Không nghe lời chị hay sao? Là mỗi đêm là không nghe lời chị. Chị hẹt chi? Bởi vì thấy chị còn đẹp gái quá nè, còn trẻ măng 20 tuổi, bởi vì không đáp ứng đủ rồi chị nên bỏ thôi. Rồi ủa, rồi chị nó có con là con chị nhiêu tuổi rồi? Dạ, 3 tuổi. Trang gái 17 rồi, tuổi mới có chồng. Ồ, 17 ha. Rồi trai hay gái? Trai. Rồi muốn chồng nữa không? Không. Ở đây theo cái tiêu chí của chị có chồng là phải sức khỏe như thế nào chị nói đi, bự con hay sao?
bự con lớn phải to không? Không hả? Sao cũng được hay sao? Sao cũng được, miễn mạnh là được thôi. Mạnh được ha. Mạnh, miễn là mạnh được hả? Đúng không chị? Hồi đó thì sao mà chị bỏ ổng kìa? Ổng không thích. Ổng không có, mỗi đêm ổng có đáp ứng cho chị không? Không phải không? Hèn chi chàng ơi. Bởi vậy không có đầy đủ cho nên là đành bỏ luôn à. Phải lực phải cường tráng chị mới chịu. Một lần, một đêm gì đó, một lần bả đâu chịu đâu, phải hai ba lần. Theo chị á là chị theo ổng đáp ứng gì đó, mỗi đêm gì đó hai ba lần chị mới chịu hay sao? À chị, sao? Hay là tại vì chị ổng không nghe lời chị? Dạ không, là không nghe lời chị đúng không? Sao trẻ hao quá rồi vô cái miếng này ngủ qua chàng. Mà chị ngủ ở đây lâu chưa? Chị nằm ngủ lâu chưa? Nãy giờ mấy anh em kêu hoài em thức á. Cái này cũng chưa rồi. Chị buồn quá chị vô đây chị ngủ hay sao chị? Chị buồn đó mới vô đây nhậu đó. Chồng thì bỏ chồng, chồng không đáp ứng đủ nhu cầu cho nên là đành bỏ luôn. Quá bất ngờ quý vị. Rồi con chị làm sao? Ở với chị hay là ở với chồng? Có nhà chị gần đây không? Gần đây. Rồi chị ngủ gì rồi sao không về nhà ngủ đi cô nương? Ngủ đây ở nãy mấy tôi vô gặp mấy tôi sợ thấy bà luôn, xăm mình tựa đưa dân tưởng đâu là thú dữ rồi. Chị có cái kêu gì ta? Hút hút gì không? Có không? Có không? Sao em thấy vậy mình mấy tự lượt dưa chưa nè, ngủ đây nữa nè, đi bụi dữ rồi, quá trời luôn. Rồi chị nói là chồng mỗi đêm là chồng không làm, không nghe lời chị mới bỏ đúng không? Không thích hả? Với lại là tại ông yếu đúng không? Chính xác như vậy đi. Đặng em biết ổng yếu quá rồi chị bỏ. Rồi chị lựa mấy cái người mạnh hay sao? Kiếm chồng là phải người mạnh chị mới chịu đúng không? Còn có thôi hả? Hay sao chị? Chứ sao? Một người phụ nữ kỳ lạ lắm quý vị. Nằm ở đây nè, mình mẩy xăm dữ lắm luôn. Chị là cái hình đó là đam mê hả chị? Thôi bây giờ anh gì nè, cho em hỏi á, hồi sớm mấy anh em đi ngang á cái đoạn đường thì thấy chị đang ở chỗ cái miếu nè, chị đi lại đây làm cái gì chị? Làm cúng. Chị thường lại đây không? Dạ thường. Rồi chị, rồi cho em hỏi á, chị tên gì ạ? Dạ thích Ngọc. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 20. 20 tuổi? Dạ. Rồi. Sao mà em thấy chị đi chùa mà chị bận đồ em thấy nó mát quá vậy? Hay là phong cách nó vậy? Dạ. Phong cách chị ha. Dạ. Chị Ngọc, rồi như vậy đó, nhà chị gần đây không chị Ngọc? Dạ. Gần hả? Rồi chị có cha mẹ gì không? Dạ có. Cha chị còn không? Dạ mất. Mẹ? Mất rồi. Mất luôn? Dạ. Rồi có chồng không chị? Chị có chồng không? Có mà không có ở. Có mà không có ở mà. Là ai không ở, chồng hay là chị? Dạ. Chị? Dạ. Ủa, chị 20 tuổi có chồng sao rồi, có con không chị? Không có. Có luôn. Rồi hiện tại là con chị sống với ai? Nơi nhà, lỡ nhà. Nhà lỡ nhà, bự với chị? 3 tuổi rồi. Chị, mấy cái hình mà ở trên mình đó là mình tự xăm hay là kêu người ta xăm chị Ngọc? Kêu người ta xăm. Có tốn tiền không chị Ngọc? Có. Ví dụ mà chị ra tiệm hay là chị mướn lít ruột? Dạ. Chị kêu người ta lít ruột hay sao?
ví dụ bạn bè thăm dịp hay là thăm sĩ không tiền không ngập một cái này hình như đâu là em thấy hình như đâu là chị cái lưng chị là bích hết trơn với chị ngập là em thấy có cái tên người ta mỗi một cái là mỗi cái ý nghĩa hay gì chị Ngọc không. Ví dụ bây giờ cái bằng chữ đây chị dịch được không chị á tên gì người yêu hay là sao không cái này là gia đình là thương gia đình không thôi chị Ngọc còn trên đây là gì trên đây trên đây cái tên tên Ngọc còn mấy cái chữ mà chữ chốt này kia rồi đó là chị tự nghe còn chỗ này chị Ngọc không biết sao chị tâm đắc thích làm sao thấy chị Ngọc tay chị Ngọc em thấy hình như cái cơ thể chị Ngọc hình như đâu là xong hết luôn á chị Ngọc cái cơ thể chị em thấy như xong hết luôn á chưa cộng đồng chỗ nào chưa chị chỉ em coi không như sao chị rồi giờ rồi chị đi tới đi lui gì nè rồi ở đây đó rồi chị làm công việc gì chị Ngọc em ở đây em làm móc móc có làm gì nữa không dạ. Tiền đâu xài vàng tiền đó nè ở nhà cho đó. Cha thì mất mẹ thì mất có anh em thì gì gì không có rồi à, có anh em có chị rồi chị Ngọc chị có thể quay qua bên đó để cho em nhìn cái lưng của chị không yeah. Rồi quay đi cho đèn thôi ở sao là hình chị Ngọc hay gì chị Ngọc cái lưng đó chị Ngọc yeah. Hình sao mà có con tròn đó là hình của chị hay sao yeah. Bên tay phải chị Ngọc yeah. Ờ, chị dán hết rồi chị Ngọc dán trời gõ luôn rồi dán tóc thôi chơi được rồi chị Ngọc ơi được rồi mình thường ở đây hả chị Ngọc yeah. Sao ở nhà mình không mấy lại đây em thấy hồi nãy chị ngồi là chị cúng nè yeah, cúng chị Ngọc rồi như vậy đó là chị ở cái miếu này vòng vòng cái miếu này thôi chị con á thì để nhà chồng á thì là còn sống chung không chị Ngọc dạ. Chị còn sống chung với chồng chị Ngọc dạ. Rồi ổng đâu ông chồng á dạ. Mới 20 tuổi là em con chị còn nhỏ hay chị Ngọc dạ. Còn nhỏ rồi chị ở nhà là có mình lên thôi sao dạ. Ý em hỏi chị ở nhà có mình lên dạ. Sao em nghe cô chú nói chuyện nhiều lắm mà sao mấy anh em lại hỏi chị cái chị mắc sợ hả dạ. Chị rồi mình ở nhà chứ ở đây nè ở đâu khỏe hơn nhà hay là biết nhà ha ở đây chị cảm giác sao em thấy chị ngồi vùng quá vùng rồi thì là thường hồi đó là chị làm công việc gì chị Ngọc còn chưa có chồng chị làm công việc gì chị phải kể cho em nghe không công ty rồi có làm nghề gì nữa không dạ. Em nghe nói chị cô chú người ta nói anh này chị đi bán nước bán quán được có không dạ. Có rồi ôi là chị Ngọc là một cũng là lăn lộn ngoài và đời cũng lắm rồi chị Ngọc vậy là chị thấy những cái người thành phần ở ngoài đời á chắc nhiều hơn chị Ngọc ừ. Chuyện tình cảm rồi hồi đó giờ là chỉ có một ông chồng thôi hả còn có ai nữa không dạ. Sao chị không có chồng nữa đi dạ. Sao vậy em nói vậy không vậy chị sợ hay sao dạ. Mà một cái chuyện kỳ lạ mấy anh em đi trên đoạn đường á thì thấy chị ở đâu cái núi rồi rồi chị cúng gì đó chị biết bài cúng bài giái gì không dạ. Chị biết bài đọc bài cúng được không dạ. Không thường thường á là sau em nghe cô chú nói chị ca biết ca hay lắm em thấy người ta nói chị ca nè chị
chị tặng cho mấy anh em bài coi. Trình diễn đọc thơ được cũng được. Chị mà có chồng luôn gì, một đứa nữ thôi, mới 20 tuổi thôi, rồi trong cái miếu này. Cái đó là cái móng tay xanh của chị Ngọc đó hả? Ừ. Chị, sao em nghe nói hồi đó đó có ai sống chung với chị rồi rồi cái tự nhiên cái người ta không muốn ở với chị nữa, cái đó là người ta bỏ chị đi hay sao? Em hả? Chồng bỏ chị đúng không? Sao nghe nói chồng bỏ chị rồi? Chị chị? Em hả? Chú bảo sao chị không thích chị cái người đàn ông chở cho người ta? Em không thích con trai hả? Chị thấy cái gì chị nói nghe nè. Nói ví dụ chị nói đi. Giờ chở gì nữa chị giờ thấy yêu không thích đàn ông gì thích gì? Chị Ngọc không thích đàn ông, chị thích ai? Mẹ hoài lắm. Giờ thích con trai không? Giờ thích con gái không? Giờ thích gì? Ừ, con tối á chị. Mấy giờ chị ngủ? 8 giờ. 8 giờ tối. Ở đây là chỗ này. Thường mình lại đây người ta la mình không chị Ngọc? Là ai muốn vô vô đó. Cha mẹ thì nãy chị nói cha mẹ mất đúng không? Đúng rồi. Cha mẹ mất, anh chị rồi có gần chị không? Có. Đằng sau cũng được. Em thấy ở đằng sau á, cái ở đằng sau đó là chị thuê người ta xong đó cho chị Ngọc. Hai mấy cái hình đằng đó là mình tốn hết nhiêu tiền, nhớ không? Mấy triệu. Ôi vừa bảo mê được thật sự. Mấy triệu. Thích cái linh luôn. Chị Ngọc thấy như đẹp gái không? Nhà thì gần đây hả chị Ngọc? Dạ. Một chút chiếu nữa mấy anh em lại nhà luôn, chị cho không? Dạ. Dẫn mấy anh em lại nhà nha, nhà chị có ai không? Dạ. Làm gì rồi hả? Dạ. Chị Ngọc, người ta nói chị Ngọc biết ca, biết hát rồi mà chị Ngọc giống anh em hoài, mới gặp đầu rồi. Chị tặng cho em bài coi. Đổ thôi chị Ngọc. Dạ. Em bắt điện thoại lên cho chị ca nha. Cỡ mỗi ngại thôi kìa. Ta nói chị ca hay lắm. Đúng không? Bán chị Ngọc. Chị gặp mấy anh em chị ngại hay sao?